cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ biển thủ tiền công đức ở Đền Ông Hoàng Mười và cuộc điều tra công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã ra quyết định xử phạt ông BVT về hành vi trộm cắp theo thông tin từ cơ quan công an tỉnh Nghệ An, ngày 1 tháng 3, công an huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã lập hồ sơ xử lý hành chính đối với người đàn ông có hành vi lấy tiền công đức tại đền Hoàng Mười mà các cơ quan báo chí phản ánh trước đó. Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 25 tháng 2 năm 2024, BVT, sinh năm 1979, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên cùng các thành viên trong tổ trực tiếp thuộc ban quản lý đền ông Hoàng Mười xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tiến hành thu tiền công đức được người dân đặt lễ tại các ban thờ trong đền để bỏ vào hòm công đức theo nhiệm vụ được phân công. Quá trình thu tiền tại gian nhà trung điện BVT đã lấy trộm một số tiền bỏ vào vỏ hộp bánh sau đó mang về cất giấu trong phòng bảo vệ. Hành vi trộm tiền công đức của BVT bị mọi người phát hiện ngay sau đó công an huyện Hưng Nguyên đã có mặt kịp thời tiến hành xác minh làm rõ. Sau khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện số tiền trong hộp bánh mà BVT đã trộm cắp là 1 triệu 026 ngàn đồng. Làm việc với cơ quan công an, BVT thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Thu thập chứng cứ lời khai hoàn thiện hồ sơ, Công an huyện Hưng Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trộm cắp tài sản của BVT, với mức tiền xử phạt là 2,5 triệu đồng đồng thời trao trả lại ban quản lý đền ông Hoàng Mười toàn bộ số tiền mà BVT đã trộm. Trước đó có nhiều phản ánh về việc một số cán bộ trực tại đền Hoàng Mười, xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên nghi vấn có dấu hiệu lấy tiền công đức của đền. Theo đoạn video phản ánh, một người làm việc tại đền có nhiệm vụ lấy tiền mà du khách để trên các bàn thờ trong đền rồi bỏ vào trong các két sắt công đức. Tuy nhiên, một người đã lấy tiền trên các bàn thờ rồi nhét vào vỏ hộp bánh quy đã bóc sẵn. Người này sau đó đã đưa về cất tại giường của cá nhân. Sau khi sự việc xảy ra, huyện Hưng Nguyên đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ, đồng thời đề nghị công an huyện này vào cuộc điều tra. Trong ngày 1 tháng 3, huyện Hưng Nguyên đã có báo cáo thông tin sự việc và cho biết huyện đã tạm đình chỉ công việc đối với hai cá nhân có liên quan sự việc này. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản về công trình nhà ở tại địa chỉ số 22, ngách 236 trên 17, Khương Đình, phường Hà Đình, Thanh Xuân có dấu hiệu không đảm bảo an toàn. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân ngừng sử dụng tòa chung cư mini phải chống nạn, đồng thời khoanh vùng nguy hiểm di chuyển người và tài sản để đảm bảo an toàn. Theo chỉ đạo, quận Thanh Xuân phải có trách nhiệm hỗ trợ bố trí chỗ ở tạm, đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ dân trong thời gian di dời. Quá trình quản lý hiện trường, đơn vị liên quan phải theo dõi, quan trắc nhằm phát hiện cảnh báo và xử lý kịp thời những tình huống bất lợi có thể gây mất an toàn cho công trình và các công trình lân cận. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lưu ý quận Thanh Xuân ra soát lại hồ sơ khảo sát, thiết kế, quản lý cấp phép và thi công xây dựng công trình chung cư mini số 22, ngách 236 trên 17 Khương Đình. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu quận Thanh Xuân xác định rõ nguyên nhân sự cố xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan đến chung cư mini số 22 ngách 236 trên 17 Khương Đình bị nứt cột. Theo văn bản, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu sở xây dựng ra soát toàn bộ thành phố về loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ. Qua đó đánh giá, phân tích kỹ, tính chất pháp lý, việc quản lý đất đai đầu tư xây dựng, xử lý dứt điểm các công trình có vi phạm trật tự xây dựng, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Sau khi gần 60 hộ dân ở chung cư mini di dời, phường Hà Đình khuyến cáo đây là công trình nguy hiểm. Chung cư mini này có khoảng 60 căn hộ đã được chủ đầu tư bán cho các hộ dân và sử dụng từ năm 2017 đến nay. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Phong, trưởng ban quản lý tòa chung cư mini 22, ngách 236 trên 17 Khương Đình cho biết, hai cột giữa tòa nhà bị nứt vỡ, mất khả năng chịu lực Ngoài ra bốn cột quanh nhà cùng dầm chịu lực cũng bị ảnh hưởng. Theo ông Nguyễn Hồng Phong, so với bản thiết kế, phần chịu lực của tòa nhà bị khuyết một thanh dầm ra thang máy, ngoài ra tiết diện của cột chống nhà nhỏ hơn so với bản thiết kế. Chia sẻ với các hộ dân, trưởng ban quản lý tòa chung cư mini này cho biết, dự kiến mức chi phí sửa chữa sự cố có thể lên đến 4 đến 5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hồng Phong cho biết, sau khi thẩm định, quá trình gia cố phần chịu lực của tòa chung cư mini cũng phải mất nhiều tháng mới hoàn thành. Tại buổi làm việc, nhiều cư dân ở tòa nhà bức xúc đặt câu hỏi về trách nhiệm của chủ đầu tư khi thi công xây dựng tòa nhà sai thiết kế ảnh hưởng đến quyền lợi cuộc sống của hàng chục hộ dân. Theo những người này, việc thiết kế xây dựng không đảm bảo kết cấu chịu lực thì chủ đầu tư sẽ phải là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. Quận Thanh Xuân cũng đã yêu cầu đơn vị liên quan đến tòa nhà thuê đơn vị thi công đủ năng lực điều kiện để tổ chức sửa chữa gia cố công trình theo quy định đảm bảo an toàn sử dụng. Quá trình sửa chữa gia cố phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và công trình. Sau khi sửa chữa gia cố công trình phải được đơn vị kiểm định và các cơ quan liên quan đánh giá đảm bảo an toàn theo quy định mới tiếp tục đưa vào sử dụng. Ủy ban nhân dân phường Khương Đình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các công việc nêu trên. Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin sự việc bốn mẹ con nghi nhảy cầu Đông Trù tại quận Long Biên, Hà Nội. Cư dân mạng lan truyền hình ảnh bốn đôi dép bị bỏ lại trên cầu được cho là của bốn mẹ con. Một lá thư tuyệt mệnh được để lại trong chiếc xe ô tô để lại trên cầu với nội dung nói về áp lực cuộc sống nên bốn mẹ con quyết định nhảy cầu. Ngay khi nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội đã triển khai lực lượng tìm kiếm. Đội cảnh sát đường thủy số 2, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cũng đã cử lực lượng phối hợp tìm kiếm. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày xảy ra sự việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Thượng Thanh, quận Long Biên cho biết, người nhà đã phát hiện bốn mẹ con tại tỉnh Vĩnh Phúc trong tình trạng khỏe mạnh. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng trở về dừng công tác tìm kiếm. Vụ việc này gây xôn xao dư luận, nhiều người đặt câu hỏi, người mẹ trong vụ việc này có phải chịu trách nhiệm gì cho việc mình gây ra? Bàn về vấn đề này, thạc sĩ luật sư Nguyễn Đức Hùng, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Thiện Duyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích. Pháp luật hiện hành không có các quy định trực tiếp và cụ thể về việc xử phạt đối với các hành vi giàn cảnh giả quyên sinh như trong vụ việc này, và đây là lỗ hổng pháp lý cần khắc phục bởi theo luật sư hùng thực tế cũng đã có nhiều vụ việc tương tự khiến cho các cơ quan chức năng phải huy động lực lượng để tìm kiếm cũng như điều tra xác minh về vụ việc gây mất thời gian công sức của rất nhiều người tốn kém cho ngân sách nhà nước tạo dư luận hoang mang tiêu cực trong xã hội đồng thời trong quá trình tìm kiếm thì các lực lượng cứu hộ cứu nạn không chỉ phải gặp những khó khăn vất vả mà còn có thể phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm thường trực có thể bị thiệt hại về tài sản sức khỏe thậm chí là tính mạng Chính vì vậy, theo luật sư hùng, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu xem xét để bổ sung các quy định xử lý đối với các hành vi tương tự như thế này, bao gồm các chế tài xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả các chi phí cho việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Nếu phát sinh các hậu quả nghiêm trọng thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tăng cường tính răn đe, phòng ngừa các vụ việc tương tự trong tương lai. Trong vụ việc này, theo luật sư Hùng, người dân cũng cần tránh không thực hiện các hành vi này. Không thể vì chuyện riêng tư, bức xúc của cá nhân mình mà làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, thậm chí có thể dẫn đến những vấn đề hoặc thiệt hại đáng tiếc khác. Còn theo ý kiến của luật sư Nguyễn Thanh Tùng, công ty luật ICC cho biết, có thể thấy hành vi dựng hiện trường giả một vụ quyên sinh của bà mẹ trong tình huống này đã làm cho cơ quan chức năng phải rất vất vả trong việc xác minh thông tin, triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ, gây tụ tập đông người. Luật sư Tùng đánh giá, bên cạnh đó, việc tự ý chụp ảnh đăng thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội của một số cá nhân đã làm cho dư luận hoang mang, bàn tán xôn xao. Nhận định về trách nhiệm, luật sư Tùng cho rằng trước hết cần làm rõ động cơ, mục đích của bà mẹ trong tình huống cụ thể này là gì. Nếu việc dựng hiện trường giả này không phải là thủ đoạn nhằm thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm nào khác, ví dụ gian dối để chiếm đoạt tài sản thì cũng cần xem xét xử phạt hành chính theo điểm A khoản 1, điều 7, nghị định số 144 năm 2021 NDCP về hành vi gây mất trật tự công cộng ở nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư hoặc ở những nơi công cộng khác. Cũng theo luật sư Tùng, trường hợp này cũng cần lưu ý một số cá nhân khi chưa rõ sự tình, chưa có kết luận của cơ quan chức năng đã vội chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội kèm theo nhiều suy diễn tiếp đó được cộng đồng mạng share, like gây hoang mang dư luận. Việc làm này có thể bị xử phạt theo điểm D khoản 1, điều 101 Nghị định số 15 năm 2020 NDCP về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến khác cho rằng cần phải có chế tài xử phạt nặng đối với hành vi tương tự để răn đe tránh các vụ việc tương tự xảy ra bởi việc này gây xôn xao dư luận và cơ quan chức năng mất thời gian công sức vào cuộc xác minh tìm kiếm